Hoàng Vũ xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết là cái kênh vào là từ cái suối Bà Tiên đã nó chạy qua cầu Sổ Nước. Thì các bạn thấy đó, cái hình ảnh mà bèo mọc ở trên cái dòng kênh, kênh đen, nước đen. Và bên cạnh đó thì có một cái sở rác. Cái sở rác này là coi như là công trình đô thị của thành phố Bình Dương và tập kết ở đây. Và trước đây là bụi rậm rất là dơ dáy. Nó rồi đó các bạn thấy đó. Nên mình nói là nó có tập kết rác ở cái khu vực phường Phú Trinh về đây. Các bạn thấy cái khoảng trống mà bây giờ là phía bên trái là đang làm cái công viên. Trước đây là tôi nghe mình cũng là bụi bờ rất là dơ dáy. Thì ở đây là cái mặt bờ kênh. Nghe các bạn biết là cái mặt kênh chạy ngang qua cầu Sở Muối thì trước đây là nó là rất là không ô uế, bạn thấy là như là dòng nước đen, nước thải của các cái khu vực nhà ở buôn đăng. Trời cũng cái những hình ảnh này là mình minh họa để cho các bạn thấy là cái dòng kênh của khu vực kênh nào đó đang là quy hoạch để mà làm tả ly ra hai bên bờ mà kênh này để cho nó sạch. Nhưng mà cái công trình này chưa được thực hiện thì mình sẽ ghi lại cái hình ảnh minh họa giống như cái nhà cao tầng kia là bây giờ đang là xây dựng. Thì trong cái thời kỳ Covid-19 này thì bây giờ bị hạn chế, công nhân cũng đang nghỉ cho nên là chưa còn làm. Thì các bạn thấy là trước cái hình ảnh minh họa đó thì các bạn thấy là cái công trình này đang thực hiện tả lưu ở nguồn kênh xanh này. Nguồn kênh đen là xanh. Thì trước mặt đó các bạn thấy là bên người trước thì nó đổ đất đỏ, bây giờ đã làm cái công viên ngay trước cái khu vực bên ở nguồn kênh này. Hay rồi, hình ảnh này được ghi từ trên nhà mình đó. Thì các bạn thấy là những cái thùng vàng đó từ hôm nay rồi như là cũng là xả bớt cái màu hưu tăng, tức là xe rác sẽ lấy vào ban đêm, sẽ lấy vào ban đêm vào giờ khuya. Nói chung là rất ưu ấy mà nó các bạn thấy đó, những cái thùng này cũng như là đưa là này những cái dòng rác ở khu vực của cái phường Phú Trinh về. Cái nhà cao tầng này thì mới mọc lên thì các bạn thấy là coi như là cái cuộc sống của khu dân cư này và cái cả tình bạn thì coi như là không, nói chung là rất khu người còn 9-10 giờ đêm thì nếu ai không quen mà qua đây coi như là cái lỗ mũi nó sẽ bứt. Các anh em công nhân đang thi hành thì thực hiện cái công trình này đây. Nếu mà dòng kênh này mà thực hiện lại cái chương trình mà vệ sinh sạch đẹp của thành phố thì rất đẹp. Cây xanh ở nhà mình đó các bạn, bà xã là cũng như là rất là tin của cây xanh này. Xe mất rồi đang làm từ gì mấy tháng nay rồi, cái công trình này thì có thể là qua sáu năm trong tháng 10, khoảng tháng 10, tháng 11 của năm 2022 thì mình sẽ hoàn thành. Ở thế nghe nóng mình quý vị. Lúc tiếp cái con đường bên hông này thì
thì thường không được sạch sẽ, không được sạch sẽ. Mình cũng ghi lại những hình ảnh này, nói chung là cũng rất hình hình ảnh rất nhiều, nhưng mà mình muốn họ chỉ đơn giản như vậy thôi, để nó có tình hình để cho anh em bà con ở trong phân thiết một khi sau cuối cùng có thể thấy được cái khu kênh bào và cái cầu sông đúng này đã thực hiện được cái dọc kênh này đã liền rất tiếc là cái đoạn kênh bào này thì cái dòng nước đen nó hôi lắm các bạn, giống như dòng sông đen Sài Gòn. Ai mà chưa một lần qua đây thì khi mà đến thăm bạn bè thì rất là khó khăn, ung lỗ mũi, giống như lần đầu tiên mình về khu vực này rất là khó chịu. Thêm cái đống rác mà tập kết của thành phố Phan Thiết về đây đó, thì rất là khó chịu, ngứa mắt, rất là ngứa mắt. Một bên thì nghe mùi thối, nhưng mà một bên nữa thì mắt nhìn thì thấy rất khó chịu. Tình hình của anh thấy của mình cũng có những cái như vậy. Những thứ của bạn ngồi phía trước đặt như mọi người thì cũng đang thực hiện cái chương trình thoát nước. Và nói chung là tự nhiên là về mặt trước là bình đẳng nữ là mặt lục, chỉ mua nửa tiếng đồng hồ là sẽ mặt lục, còn về mặt xăng thì coi như là đã thực hiện được cái đồ cơm tả ly. Như các bạn thấy là xe móc thì nó sẽ móc để mà đưa con lươn xuống, thì một cái thời gian kéo dài là hàng tháng. Tất nhiên mấy anh này là làm coi như vị trí này xong rồi bỏ qua vị trí khác làm, cho nên là nó sẽ thách thức. Mà cái lần cái chuyên viên này thì lại như là cái mặt trước của các văn phòng, cho nên cái việc đi lên đi xuống trong một cái căn hộ rất khó khăn. Ở đây đó thì các bạn đã thấy thực tế như thế. Thì rồi một số bà con cũng rất là phiền toái làm gọi là bỏ giải, thì hôm nay là cũng phải trở lại cái vị trí này, bắt đầu là cho xe đổ bê tông tư, có cái một cái hành lang hai bên hai đường. Các bạn đã thấy nó xe đạn đông thì đã đi bê tông tư xuống đó, để mà cho tâm tư đã đổ xuống và làm hai bên mấy đường đã có cái hành lang nhất định. Nhưng mà đã được cái hành lang này rồi thì bà con ở đây là tự nhiên là tự mà đưa cái nguyên sắt nhát lên để mà vào trong nhà thôi. Chứ bây giờ là coi như là theo cái tinh thần là coi như là cô của trình là báo là không cho làm cái bê tông, không cho làm bê tông, có nghĩa là từ cái hiên ngoài đường vào trong nhà. Hôm nay là cái đội công trình đang làm cái trước kia cái hành lang thì hôm nay là bà con tự động là cái lưới đi, nhưng mà đổ bê tông vào trong nhà đó là xe chạy vào rất dễ. Một cái hình cầm lên là đang lái. Còn cái anh mà miner vàng kia là anh đang cười chung chín mà nãy giờ anh làm rồi, bây giờ anh tả cho anh này làm thôi. Nhưng là hành lang là sẽ được đổ bởi cái công ty này. Nếu rồi, quý vị trong nước thì mọi nước là xem là cái đội công nhân của tỉnh Bình Thuận là làm rất nhỏ. Không làm vấn đề này. Làm ở đây cũng không có sự thống nhất tiếng nào luôn. Đây là đồng bộ. Bà con nào thích lắp đặt thì bỏ tiền ra, còn không là thôi. Mà bỏ tiền ra không phải là tự làm, mà hợp đồng với mấy anh ở công nhân đây mà làm ngồi nhờ. Thế thì các anh làm tới 10 giờ, 11 giờ xong, các anh nghỉ rồi các anh
lại bắt cái mối, gọi là cái mối là các gia đình như là đặt vấn đề cho các ảnh là làm một mét là bao nhiêu tiền, và các anh coi như là tranh thủ của thời gian nghỉ buổi trưa để các anh làm cho bà con. Tiền ở đền nhà của mỗi gia đình là bị mất đó, đó này bị chút nhà của mình đã bị mất rồi, bây giờ là làm lại coi như nó cách coi như hơn 50 cm rất cao đó, và bây giờ mình làm cái bi sắt để cho mà khách hoặc là mình di chuyển vào nhà nó được. Bạn bè của Thu Nga là đến thăm anh Phong này, trước làm cục thuế, làm cục thuế của tỉnh. Cái mối đường này là con đường Đặng Nhân Tử, cái cung đường này con đường Đặng Nhân Tử. Hồi trước nó ngập nước, giống như cái bi déo mà hôm trước là mình đã đưa lên nữa phản ảnh lại cái tỉnh thông là nằm bỏ dài đó. Thì hôm nay là coi như là đã ổn định cho cái công việc của khách hàng, đã đưa bê tông tư lát vào cái hành lang. Anh Phong này, anh Phong hôm trước được làm ở cục thuế, mình cũng tin tưởng rằng là cái công việc của nhà nước và ngay cả gia đình của mỗi người trong khu phố và ngay cả phường là thực hiện tốt trong cái công việc, thì mình cũng tin tưởng rằng là bao nhiêu là thành phố thiết này sẽ là xong sạch đẹp. Xin chào các bạn.